Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải câu hỏi C1, trang 143, sách giáo khoa vật lý lớp 11. Nội dung như sau. Hãy giải thích sự biến thiên từ thông qua mạch kín C trong từng thí nghiệm. Các em quan sát thí nghiệm hình 23.3 chính là thí nghiệm về cảm ứng điện tử. Cụ thể, thí nghiệm 1 là cho lam châm SL dịch chuyển lại gần mạch kín C. Quan sát thì thấy kim điện kế G lệch đi, chứng tỏ rằng trong C xuất hiện một dòng điện I chạy theo chiều ngược với chiều dương đã chọn. Khi lam châm ngừng chuyển động thì dòng điện I tắt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành giải thích cái sự biến thiên từ thông qua mạch kín C ở thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1, các em nhìn thấy là thanh lam châm thẳng này. Thì xung quanh thanh lam châm này có một từ trường và người ta đã biểu diễn từ trường đó bằng các đường sức từ. Càng ở gần đầu cực của lam châm thì các đường sức từ này sẽ càng mau, có nghĩa là cảm ứng từ ở càng gần lam châm thì có độ lớn càng lớn và càng xa thì nó sẽ độ lớn của nó sẽ giảm đi. Chính vì vậy mà các đường sức từ sẽ thưa ra như thế này. Vậy khi mà chúng ta di chuyển cái thanh nam châm này tiến gần đến mạch kín C thì các em có thể nhận thấy ngay được rằng là số đường sức từ xuyên qua bề mặt của mạch điện C khi này sẽ tăng lên. Chính vì sự tăng lên đó đã dẫn tới là từ thông của lam châm xuyên qua mạch C tăng lên. Và khi mà từ thông biến thiên thì trong mạch điện kín C sẽ xuất hiện một dòng điện. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy kim điện kế lệch. Và cụ thể ở đây là nó lệch sang bên phải. Rồi, như vậy là chúng ta có thể thấy là khi mà dịch chuyển lam châm thì đã xuất hiện dòng điện cảm ứng ở trong mạch kín C. Chúng ta nhận biết bằng điện kế G. Lý do là vì khi mà dịch chuyển lam châm tới lại gần mạch kín C thì số đường sức từ xuyên qua mạch kín C tăng lên, dẫn tới từ thông tăng lên. Vậy các em có thể ghi lại lời giải cho thí nghiệm 1. Rồi chúng ta ghi với thí nghiệm 1. Thì khi cho lam châm SL tiến lại gần mạch kín C thì khi đó số đường sức từ xuyên qua mạch kín này sẽ tăng lên. Chính vì vậy mà dẫn tới là từ thông xuyên qua mạch C tăng lên. Vì chúng ta đã biết định nghĩa của từ thông là từ thông thì phụ thuộc vào số đường sức từ xuyên qua một đơn vị diện tích của một mạch điện đặt vuông góc với phương của từ trường. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua giải thích thí nghiệm thứ hai. Thí nghiệm 2 là cho lam châm SL dịch chuyển ra xa mạch kín C. Khi đó kim điện kế lại chỉ dòng điện I trong C nhưng theo chiều ngược với chiều ở thí nghiệm 1. Các em quan sát lên hình B của hình 23.3B. Ở đây, mô tả thí nghiệm mà chúng ta di chuyển thanh nam châm SL này ra xa. Và khi ra xa thì các em có thể nhận ngay ra rằng là khi đó số đường sức từ mà xuyên qua mạch kín C khi này sẽ giảm đi. Vì càng ra xa số đường sức từ càng các đường sức từ càng thưa nhau nên số đường sức từ xuyên qua một đơn vị diện tích đặt theo phương vuông góc với nó là giảm đi. Vậy thì khi mà số đường sức từ giảm đi thì sẽ làm cho từ thông xuyên qua mặt kín C này cũng giảm đi.
Và chính vì có sự biến thiên từ thông nên trong mạch kín C đã sinh ra một dòng điện cảm ứng làm cho kim điện kế G quay. Rồi như vậy với thí nghiệm 2 thì các em có thể ghi lại cách giải thích sự biến thiên từ thông trong trường hợp này. Đó là khi cho lan châm dịch chuyển ra xa C. Thì khi đó số đường sức từ xuyên qua mạch C sẽ giảm đi. Dẫn tới là từ thông xuyên qua mạch C giảm đi. Rồi như vậy là chúng ta đã phân tích xong sự biến thiên từ thông trong thí nghiệm 2. Chuyển qua thí nghiệm thứ 3. Các em quan sát thí nghiệm 3 cũng thu được kết quả tương tự nếu cho lam châm đứng yên và mạch C dịch chuyển lại gần hay ra xa lam châm, hoặc cho C quay xung quanh một trục song song với mặt phẳng chứa hoặc làm biến dạng C. Thì lưu ý cho cô với thí nghiệm 3 thì nó trái ngược với thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2. Cụ thể ở đây, thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 là chúng ta dịch chuyển lam châm, trong khi thí nghiệm 3 thì chúng ta sẽ giữ lam châm đứng yên và chúng ta tiến hành dịch chuyển mạch kín C. Cụ thể, thí nghiệm 1 thì chúng ta giữ lam châm và sau đó thì chúng ta dịch chuyển mạch kín C lại gần thì sẽ được thu được cái kết quả giống như thí nghiệm 1. Còn nếu mà chúng ta giữ lam châm và dịch chuyển mạch kín C này ra xa lam châm thì sẽ thu được kết quả như thí nghiệm 2. Như vậy, thí nghiệm 3 thì xảy ra 3 trường hợp. Ngoài 2 trường hợp đó thì trường hợp thứ 3 là nếu cho C quay xung quanh một trục song song với mặt phẳng chứa mạch. Có nghĩa là ở đây, các em sẽ xác định một trục song song với mặt phẳng chứa mạch. Mặt phẳng chứa mạch là mặt phẳng trùng với mặt phẳng C luôn. Vậy bây giờ chúng ta xác định một trục quay song song với nó và cho nó quay xung quanh. Thì các em có thể thấy là khi mà C quay xung quanh trục đó thì số đường sức từ xuyên qua C khi này cũng thay đổi, dẫn tới từ thông thay đổi. Và trường hợp cuối cùng trong thí nghiệm 3 đó là làm biến dạng C. Các em có thể dùng tay bóp méo cái mạch kín C này. Thì khi mà cái khung dây C này biến dạng thì các em có thể thấy là số đường sức từ xuyên qua cái mạch C biến dạng cũng sẽ thay đổi, dẫn tới là từ thông cũng thay đổi theo. Vậy thì với thí nghiệm 3 thì chúng ta cũng thấy rõ được sự biến thiên từ thông trong trường hợp này. Các em có thể ghi lại sự phân tích biến thiên từ thông trong thí nghiệm 3. Đó là với thí nghiệm 3. Thì chúng ta chia ra làm các trường hợp. Trường hợp 1 là giữ nguyên lam châm rồi cho mạch C tiến lại gần. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy số đường sức từ xuyên qua C tăng. Dẫn tới là từ thông khi này sẽ tăng.
Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là giữ nguyên lan châm. Sau đó thì chúng ta cho mạch C dịch ra xa. Thì khi đó ta thấy là số đường sức từ giảm xuống. Cụ thể là số đường sức xuyên qua mạch kín C giảm, thì dẫn tới là từ thông cũng giảm. Trường hợp thứ ba đó là cho mạch C quay song song, quay quanh một trục song song với mặt phẳng chứa mạch. Khi đó chúng ta cũng dễ dàng thấy được là số đường sức từ xuyên qua C thay đổi. Tuy nhiên ở trong trường hợp này thì có lúc số đường sức tăng lên và có lúc thì số đường sức xuyên qua C lại giảm đi. Nhưng dù tăng lên hay giảm đi thì số đường sức thay đổi cũng vẫn dẫn tới là từ thông thay đổi. Và trường hợp cuối cùng là trường hợp thứ tư, là chúng ta làm biến dạng mạch kín C. Khi mà mạch C bị biến dạng thì số đường sức xuyên qua mạch C cũng sẽ thay đổi. Chính vì vậy mà làm cho từ thông thay đổi. Như vậy là chúng ta đã phân tích xong sự biến thiên từ thông qua mạch kín C trong từng trường hợp của thí nghiệm 3. Chuyển qua thí nghiệm thứ 4. Thí nghiệm thứ 4 là chúng ta thay lam châm SL bằng một lam châm điện. Khi thay đổi cường độ dòng điện qua lam châm điện, trong C vẫn xuất hiện dòng điện I. Lưu ý cho cô, ban đầu thì chúng ta sử dụng trong thí nghiệm này là một thanh nam châm SN, có nghĩa là một thanh nam châm vĩnh cửu. Bây giờ chúng ta thay nam châm vĩnh cửu này bằng một nam châm điện. Và sau đó thay đổi cường độ dòng điện qua mạch của nam châm. Thì chúng ta biết là từ trường sinh ra do dòng điện chạy qua một ống dây của nam châm điện thì sẽ phụ thuộc vào cường độ dòng điện. Vậy cường độ dòng điện thay đổi sẽ làm thay đổi độ lớn của cảm ứng từ, dẫn tới là ví dụ chúng ta thấy là khi mà cảm ứng từ tăng lên hay là giảm đi thì sẽ ảnh hưởng đến cái số đường sức từ xuyên, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái số đường sức từ mà làm cho số đường sức mà xuyên qua C khi đó cũng thay đổi, dẫn tới là từ thông khi đó cũng thay đổi. Vậy các em ghi lại câu trả lời ngắn gọn, phân tích sự biến thiên từ thông cho thí nghiệm 4. Cụ thể là chúng ta thay lam châm vĩnh cửu SL bằng lam châm điện. Sau đó thì chúng ta thay đổi cường độ dòng điện qua lam châm điện.
sẽ dẫn tới sự thay đổi hay là sự biến đổi của cảm ứng từ B. Lý do là vì từ trường của nam châm điện thì phụ thuộc vào cường độ dòng điện đi. Nếu Y tăng thì B tăng và ngược lại, Y giảm thì B sẽ giảm. Từ trường mà thay đổi thì dẫn tới số đường sức. Từ khi đó cũng thay đổi. Và đương nhiên là khi mà nó đã thay đổi thì cái thành phần những cái đường sức từ mà xuyên qua mặt mạch C cũng bị thay đổi theo. Và đó chính là lý do tại sao dẫn tới sự biến thiên của từ thông, hay là từ thông biến thiên. Rồi, như vậy là chúng ta đã phân tích xong cả 4 thí nghiệm về sự biến thiên từ thông trong từng thí nghiệm.